trận đấu cuối cùng của Ronaldinho thi đấu cho Brazil. Ronaldinho có thể không giành được nhiều danh hiệu cùng tuyển Brazil, nhưng những gì cựu danh thủ Barca thể hiện xứng đáng đưa anh vào ngôi đền của những huyền thoại Sela Cao. Sau mỗi trận đấu, người hâm mộ thường lao xuống sân lột áo, lấy giày của siêu sao từng hai lần giành danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới. Không chỉ người hâm mộ, cầu thủ đối phương cũng tìm mọi cách để xin những món đồ trên người của Ronaldinho. Cùng xem lại trận đấu đáng nhớ này nhé! Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Like Fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé! Ronaldinho có thể không giành được nhiều danh hiệu cùng tuyển Brazil, nhưng những gì cựu danh thủ Barca thể hiện xứng đáng đưa anh vào ngôi đền của những huyền thoại Sele Cao. Theo cây viết Robert Fryer, người đang cộng tác với rất nhiều tờ báo danh tiếng như Guardian, Observer, Score, Goal, ESPN, Eurosport, Fox, Metro, Blizzard, Fusion và ABA, Ronaldinho có sức hút cực lớn. Những trận đấu của đội tuyển Brazil có chàng vẫu tham dự luôn kín khán giả. Sau mỗi trận đấu, người hâm mộ thường lao xuống sân lột áo, lấy giày của siêu sao từng hai lần giành danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới. Thậm chí, họ muốn lấy tất cả những gì trên người anh như quần, tất và cả khăn quấn tóc trên người anh để làm kỷ niệm. Không chỉ người hâm mộ, cầu thủ đối phương cũng tìm mọi cách để xin những món đồ trên người Ronaldinho. Chỉ như thế cũng đủ thấy sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của rô vẫu trong đội hình của Sele Cao. Cũng chính vì điều đó mà trận đấu cuối cùng của Ronaldinho thi đấu cho Brazil càng trở nên đặc biệt hơn cả. Hãy cùng chúng tôi xem lại trận đấu mang tính chất giao hữu nhưng thực sự lại là một trận cầu đỉnh cao giữa Brazil và Anh. Đó cũng là lần cuối người ta thấy Rooney mang chiếc áo vàng và trình diễn thứ bóng đá mê hoặc cho toàn bộ khán giả trên thế giới. Trận đấu này càng thêm có ý nghĩa khi đánh dấu cột mốc lần thứ 100 Ronaldinho ra sân trong màu áo của Brazil. Thành tích mà không nhiều chân sút xứ Samba có thể làm được. Bất ngờ hơn khi ở phần sân đối diện, Ashley Cole cũng có một trận cầu thứ 100 trong màu áo tuyển Anh. Chính điều trùng hợp không đoán trước đây đã khiến cho trận đấu ngày hôm ấy càng thêm hấp dẫn. Bất kể là Ronaldinho hay Ashley Cole đều muốn sau khi còi hiệu kết thúc, cái tên của mình sẽ được nhắc đến nhiều nhất. Vắng mặt ở tuyển Brazil trong suốt một năm qua, nhưng ngay khi trở lại, Ronaldinho đã được huấn luyện viên Scolari xếp đá chính. Cặp thầy trò này từng có những kỷ niệm ngọt ngào khi cùng nhau phụng sự tuyển Brazil vô địch World Cup 2002, giải đấu mà Scolari được cho là có công khai sáng và lăng xê tên tuổi của Ronaldinho lên hàng siêu sao hàng đầu thế giới. Ở tuổi 32, Ronaldinho vẫn được Scolari đánh giá cao ở kinh nghiệm và tư chất thủ lĩnh. Bên cạnh phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Mineiro tại giải trong nước, chính điều đó đã khiến vị chiến lược gia sinh năm 1948 quyết định xếp anh ở hàng công đội hình chính ở tất cả các buổi tập trong đợt tập trung trước khi trận đấu diễn ra. Trong đội hình chính, Brazil đón tiếp tuyển Anh có 4 người đang chơi ở Premier League. Ngoài thủ môn Julio Chiesa đang bắt rất vững vàng ở Quibia, cả 3 người còn lại đều là các thành viên Chelsea gồm trung vệ David Luiz và hai tiền vệ Ramirez Oscar. Trên sân Wembley, ấn tượng về Ronaldinho trong lối chơi của tuyển Brazil là tương đối mờ nhạt. Đeo áo số 10 và được huấn luyện viên Mamo Menezes xếp đá ở vị trí tiền đạo lệch trái sở trường. Nhưng ngôi sao của Flamengo không có điều kiện đóng góp vào lối chơi của cả tập thể. Thậm chí, ngôi sao sân cỏ một thời còn tỏ ra đuối sức trong những lần đua tốc độ hoặc tranh chấp tay đôi với đối thủ. Tuy vậy, Ronaldinho vẫn làm đám đông cổ động viên có mặt trên khán đài ồ lên thích thú bằng những màn trình diễn kỹ thuật cá nhân quen thuộc. Phút 18, Ronaldinho tạt bóng từ cánh trái vào, bóng chạm tay Wilshere và trọng tài nhanh chóng cho đội khách hưởng quả phạt đền. Ronaldinho đứng trước chấm 11m, anh đã không chiến thắng được Rojas trong cú sút đầu tiên và ập vào sút bồi ngay sát vạch vôi của tiền đạo này, không chiến thắng được thủ thành của tuyển Anh. We'll be right back.
Brazil bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. 8 phút sau, họ phải trả giá bởi tuyển Anh đã vươn lên dẫn trước. Wilshere chuyền bóng cho Walcott băng lên đối mặt với thủ thành Kesa bên góc phải vòng cấm. Cầu thủ khoác áo Arsenal đã dứt điểm không thành công, bóng bật ra đến đầu vòng 16m50. Rooney rất nhanh chân sút bồi, bóng đi qua khe trống giữa các hậu vệ Brazil vào lưới, giúp Anh vươn lên dẫn trước. Mười phút sau, Oscar có pha đi bóng tốt bên cánh phải, sau đó anh chuyền vào trong cho Neymar dứt điểm gần cột dọc trái. Vị trí kết thúc chỉ cách khung thành không đầy 5m. Tuy nhiên, cú kết thúc của tiền đạo đội khách lại đưa bóng vọt xa. Một tình huống dứt điểm khá vô duyên của Neymar, bởi những tình huống như vậy luôn được xem là đá ra ngoài khó hơn đá vào trong cầu môn. Phút 48, Cahill có bóng trước cầu môn nhà. Chẳng ai hiểu anh định làm gì khi dẫn bóng lao chéo sân đi lên trong sự truy cản quyết liệt của đối phương. Pha mất bóng của trung vệ này nhanh chóng tạo cơ hội cho Fred. Với một cú sút từ đầu vòng cấm địa, đưa bóng vào góc bên phải, bóng đi tầm ngang khung thành, đã đánh bại được Rojas. Tỷ số được san hòa một đều, một bàn thua khá lãng xẹt với tuyển Anh do Cahill gây ra. Chỉ một phút sau, tiếp tục là một tình huống lập bập của hàng thủ đội chủ nhà. Nhưng lần này, lỗi nhiều thuộc về Rojas khi anh đưa Cahill vào thế khó với một cú chuyền lên mạnh. Bất ngờ khiến trái bóng đập vào người trung vệ này bật ra. Neymar giành bóng rồi chuyền cho Fred từ góc sút tương tự pha ghi bàn. Fred vẫn tung ra một cú sút bóng về góc phải. Đáng tiếc cho anh lần này, bóng chạm xà ngang bật ra. Đến phút 55, Cahill suýt chút nữa lập công chuộc tội. Tuyển Anh được hưởng một quả phạt góc bên cánh trái. Cahill vượt qua sự truy cản của người đồng đội ở Chelsea là Luiz để bật cao đánh đầu. Thủ thành Kesa phản xạ xuất sắc. Anh kịp tung người chạm tay để bóng vọt xa. Một tình huống kém may mắn của Cahill bởi thủ môn của Brazil đã quá giỏi. Nhưng hơn 8 vạn khán giả tại Wembley cũng không phải chờ đợi lâu. Đến phút 60, Walcott xuyên phá bên cánh phải, hàng thủ Brazil đã lập bập trong việc phá bóng. Cơ hội mở ra cho Lampard ở đầu vòng 16m50. Tiền vệ mang áo số 18 ở trận này đã nhanh chân đặt lòng nhẹ nhàng, bóng chạm cột dọc phải bay vào lưới, ấn định thắng lợi 2-1 cho tuyển Anh. Mặc dù mang đến Anh với một dàn cầu thủ nhiều ngôi sao, nhưng Brazil đã thi đấu không như kỳ vọng. Vũ khúc Samba đã lạc nhịp tại Wembley và vì thế họ phải gánh chịu nỗi buồn của kẻ thất bại. Đặc biệt là người vũ công Rooney đã không thể có một trận đấu trọn vẹn niềm vui khi anh đã không lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình. Trận đấu cuối cùng của Ronaldinho trong màu áo Selecao có lẽ là nỗi thất vọng không chỉ của riêng anh mà còn rất nhiều người. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào hơn 90 phút ngắn ngủi ấy thì không thể phủ nhận sự đóng góp to lớn của chàng cầu thủ răng vẩu cho đội bóng quốc gia Nam Mỹ. Trong sự nghiệp quốc tế, Ronaldinho giành 3 danh hiệu lớn cùng đội tuyển Brazil gồm Copa America 1999, World Cup 2002 và FIFA Confederation Cup 2005. So với nhiều số 10 khác, Dinho có thể không đạt được nhiều danh hiệu bằng, nhưng màn trình diễn ấn tượng cùng tầm ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội giúp chàng vẩu được đánh giá là số 10 hay nhất tuyển Brazil kể từ thời Pelé. Huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane từng nói về Ronaldinho: anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất, anh ấy nhanh nhẹn, mạnh mẽ và sở hữu kỹ thuật hoàn hảo. Anh ấy là một chuyên gia rê dắt bóng nhưng lại là người chơi rất đồng đội. Dinho chưa hẳn là số 10 thật sự, nhưng anh ta lại làm nhiều hơn vai trò của một tiền đạo lùi khi luôn hoàn thành xuất sắc cả vai trò kiến tạo lẫn ghi bàn. Khả năng xuất phạt của siêu sao này thì miễn chê. Trong khi Neymar, cầu thủ hiện đang mang chiếc áo số 10 của đội tuyển Brazil, ca ngợi đàn anh: bạn không thể so sánh bất kỳ cầu thủ nào với Ronaldinho. Anh ấy là người tạo ra lịch sử của Barca cũng như đội tuyển quốc gia Brazil. Anh ấy sẽ còn tạo ra lịch sử ở những đội bóng khác. Chỉ như vậy thôi đủ thấy sức ảnh hưởng to lớn mà Rooney đã tạo ra trong suốt những năm chơi bóng đỉnh cao của mình. Và phải mất nhiều năm nữa, Selecao lại mới tìm được một chàng trai răng vẩu đặc trưng cùng nụ cười tỏa nắng và lối chơi bóng làm say mê biết bao con chim của túc cầu giáo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.